Em tên gì? Em tên Trung. Ok. Em tham gia Free Ride được lâu chưa? Em chơi được gần 3 tháng. Team em... Anh Minh còn trả lời những câu hỏi sau đây. Team em tham gia là team gì? Em chơi bên Free Ride Hòa Bình. Ok. Các bạn còn câu hỏi nào dành cho em không? Em bao nhiêu tuổi? Em 13 tuổi. 13. Mấy lần em? Ok, ok, cảm ơn em. Chào, tạm biệt mọi người cái đây nào. Say goodbye. Tôi biết đâu.